Huyền Thu và kênh Sống Để Hạnh Phúc rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong video clip ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và chọn Sống Để Hạnh Phúc là nơi để chia sẻ những triết lý và kinh nghiệm trong cuộc sống. Quý vị thân mến, đời người mệt mỏi vì một chữ dục. Con người tự biến mình thành trâu ngựa để nghe theo sự sai khiến của dục vọng. Chỉ có buông bỏ dục vọng thì con người mới được bình yên. Cuộc đời chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn trước là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành, còn giai đoạn sau là một minh chứng cho thấy con người đã trưởng thành sau bao thử thách. Nửa đời trước, chúng ta cố gắng để sở hữu được thật nhiều thứ, nhưng nửa đời sau, chúng ta cần phải học cách buông bỏ. Đối với việc cũng vậy, đối với người cũng như thế. Người cao minh sẽ biết phải tránh xa bốn loại người này. Mời quý vị cùng đón xem và đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ để video đến người thân của mình quý vị nhé. Sống ở đời có 3 điều nhất định phải từ bỏ để cuộc sống an nhiên và hạnh phúc. Thứ nhất, buông bỏ lòng tham. So với sức khỏe và sinh mạng, đồng tiền tất nhiên chẳng là gì. Nhưng lại có biết bao người vì tiền bạc mà sẵn sàng hy sinh sức khỏe, vì danh lợi mà bất chấp tất cả. Sau cùng, mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là gió thổi mây bay. Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời chính là dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc. Người thông minh không bao giờ sùng bái vật chất một cách điên cuồng. Họ biết cách quản lý thời gian, coi trọng sức khỏe và không bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức. Vì vậy, tiền bạc hiếm khi có thể chen chân vào làm đảo lộn cuộc sống của họ. Đôi khi, bạn phải rũ bỏ lòng tham của mình để mà biết trân quý sức khỏe. Một khi sức khỏe đi xuống, bạn có giàu nứt đố đổ vách cũng không thể cứu vãn nổi. Trên đời, duy chỉ có một thân thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan mới là thứ đáng quý nhất. Đời người ngắn ngủi nên đừng để đồng tiền chi phối toàn bộ cuộc đời của bạn. Vì thế, khi bạn mệt rồi thì hãy cứ nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy biết yêu bản thân mình, trân trọng sức khỏe và cuộc sống hiện tại. Đừng để đến lúc mất rồi mới thấy hối hận. Thứ hai, từ bỏ so sánh. Một đời dài ngắn thì cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục nghìn ngày. Bạn chắc đã cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải chạy theo người khác. Nhà có to đẹp đến đâu thì cũng chỉ là để ở. Xe có sang xịn đến đâu thì cũng chỉ dùng để đi. Vậy thì chúng có đáng gì để so bì với người khác đâu nhỉ? Ai trong chúng ta đều thích đi so sánh, đặc biệt là so sánh mình với người khác. Bạn để ý xem ai mới tậu nhà lầu, ai mới mua xe hơi, để rồi bản thân lại đi ganh đua với người ta cho đến bao giờ thắng mới vui lòng. Của cải làm cho con người ta thất điên bát đảo, nhưng có của cải cũng không sai. Sai là do chúng ta không biết kiềm chế lòng tham của chính mình. Bạn ngưỡng mộ người ta được ngồi xe xịn, thì người ta lại thầm mong được thảnh thơi như bạn. Bạn ngưỡng mộ người ta vàng bạc đau đầy mình, thì họ đang ao ước được khỏe mạnh và lạc quan như bạn. Do đó, bạn đâu cần phải ngưỡng mộ thái quá hay điên cuồng chạy theo người ta. Bạn chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình thôi là đủ rồi. Thứ ba, gạt bỏ nuối tiếc. Cuộc sống có 10 phần thì đến 9 phần đều là những chuyện nằm ngoài ý muốn của chúng ta. Vì thế, tiếc nuối cũng là điều bình thường ở con người. Nhiều người vì không thể chấp nhận được sự thật mà ngày qua ngày phải sống trong dằn vặt. Nếu có thể quay ngược thời gian, nhất định không bao giờ để bản thân phải hối hận như ngày hôm nay. Tiếc nuối là một cung bậc cảm xúc không thể thiếu của cuộc sống. Cuộc đời này không có gì là hoàn hảo. Rất nhiều thứ không phải muốn là có được. Rất nhiều chuyện không phải muốn là làm được. Kể cả khi bạn đã nỗ lực hết mình, thì nó vẫn mãi mãi không thuộc về bạn. Vấn đề dù nhỏ, nhưng chúng ta thì lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Chúng ta đừng cứ mãi giày vò bản thân trong tiếc nuối và ân hận. Bởi vì cuộc đời mà cứ mãi thuận buồm xuôi gió, e chỉ có trong chuyện cổ tích. Điều chúng ta nên làm chính là phải biết vươn lên từ sau thất bại. Cuộc sống không có nếu như. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Vậy sao ta không mỉm cười mà chấp nhận sự thật? Mong bạn sau này đừng quá cố chấp và hãy nghĩ thoáng hơn thì bản thân mới có thể sống vui vẻ, thoải mái. Hãy quan sát thế giới ngoài kia bằng một trái tim tĩnh lặng. Hãy sống hết một đời bình thường bằng một trái tim vui vẻ. Một trái tim bình dị sẽ giúp ta nếm trải ở mọi cung bậc của cuộc sống. Một trái tim dịu dàng sẽ giúp ta băng qua mọi trắc trở trên đường đi. Ngày nào bạn thôi không còn đem bản thân mình ra so sánh với bất kỳ ai, ngày ấy bạn sẽ có thể sống thanh thản và làm chủ được cuộc sống. Không quá ham mê vật chất mà biết trân trọng sức khỏe, không khép mình với những tiếc nuối mà biết mở lòng để hưởng thụ cuộc sống, không còn so bì với người khác mà sống cuộc đời của riêng mình. Cuộc đời sẽ thật đáng sống khi mà ta học được hai chữ buông bỏ. Cho dù là bất cứ khi nào, chỉ cần làm được điều này, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm biết bao. Buông bỏ là hành động của kẻ mạnh. Kẻ mạnh sẽ không bao giờ bị đánh gục và luôn biết làm chủ cuộc sống. Những ngày về sau, hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn nữa nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống của bạn quan trọng nhất là điều gì? Bạn muốn có niềm vui, sự tự do hay tiền bạc, danh lợi? Bạn quan trọng hạnh phúc tới từ gia đình hay hạnh phúc có được thông qua sự nghiệp thành công hơn? Khi bạn đắm mình vào thứ mà mình thích, cảm giác đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là một loại năng lực, là biết mình muốn gì, là có thể vì hạnh phúc mà dũng cảm đưa ra lựa chọn. Và nó lại càng là một trí tuệ cuộc sống. Thế nhưng đắm chìm vào thứ mình muốn, mình thích không có nghĩa là bạn bắt mọi chuyện quy thuận theo ý mình. Trong cuộc sống, có phải bạn cũng từng có những cảm nhận như vậy? Trong hôn nhân, vừa muốn đối phương ở bên cạnh, lại vừa muốn họ góp sức nuôi gia đình. Trong công việc, vừa muốn ổn định, sáng 9 giờ làm, chiều 5 giờ tan, lại vừa muốn thăng chức, tăng lương. Trong cuộc sống, vừa không muốn kém người khác, vừa không muốn khổ hơn họ. Cứ như vậy, bạn đắm chìm trong trạng thái cuộc sống sao không đúng như ý tôi, tự trách mình, chán rồi quay ra trách móc cuộc sống. Trông thấy cuộc sống mỹ mãn của người khác, lại càng thấy mình không đủ hạnh phúc. Vì sao rất nhiều người lại không cảm thấy hạnh phúc? Bởi lẽ chúng ta ai cũng có khát khao, có mong muốn. Mà có khát khao là đồng nghĩa với việc không hài lòng. Khi đã không hài lòng, bạn sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Thực ra, sở dĩ chúng ta cảm thấy không hạnh phúc chưa chắc đã là chúng ta không hạnh phúc thật sự, mà là bởi vì những kỳ vọng của chúng ta luôn vượt xa ngoài thực tế mà chúng ta đang sống. Có câu nói như thế này, nếu con cá mình muốn câu chỉ là con cá nhỏ, vậy thì sẽ chẳng phải vì câu không được cá lớn mà thất vọng hay buồn tủi. Một người có hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chủ kiến cá nhân của họ. Một người bị ham muốn chi phối, khi khát khao đó không được thỏa mãn, kết cục sẽ chỉ có hai chữ chán nản. Có người nói, lý giải của mọi người về hạnh phúc là không giống nhau. Đối với một người đang cực kỳ khát nước, hạnh phúc chính là được uống nước. Đối với một người đang rất nóng, hạnh phúc chỉ đơn giản là một luồng gió mát. Thứ mà mỗi người chúng ta muốn là không giống nhau, cảm nhận về hạnh phúc cũng không giống nhau. Ai cũng nói thế giới của người thành công không tồn tại hai chữ dễ dàng. Nhưng hạnh phúc đích thực lại không liên quan tới việc có bao nhiêu tiền mà là phán đoán giá trị của một người. Một nhà văn từng nói, chúng ta ai ai cũng từng khát khao được thế giới công nhận, nhưng tới cuối cùng thì mới biết thế giới chính là bản thân, không liên quan tới người khác. Hạnh phúc là do mình lựa chọn và nó chẳng hề liên quan tới người khác. Hạnh phúc là do mỗi chúng ta sáng tạo ra. Chúng ta hoàn toàn có thể làm gia tăng cảm giác hạnh phúc của bản thân thông qua điều chỉnh thái độ và thói quen của mình. Có người từng nói, người không thừa nhận mình hạnh phúc sẽ không thể hạnh phúc. Rất nhiều khi, không phải cuộc sống của chúng ta bất hạnh, mà là bởi vì chúng ta tự gắn thêm cho cuộc sống quá nhiều thứ. Học cách quản lý khát khao, tìm ra tiết tấu cuộc sống phù hợp với bản thân
học cách tận hưởng cuộc sống mà mình đang có. Có như vậy, bạn mới thực sự làm chủ được cuộc đời. Lúc trước, luôn cho rằng có được công danh, địa vị, được người khác ngưỡng mộ, đó mới là ý nghĩa của hạnh phúc. Bây giờ cảm thấy khỏe mạnh, bình an, có người thân bên cạnh mới là thứ hạnh phúc và quý giá nhất. Vậy nên, chúc cho những ai đang xem video này luôn ước mơ, nhưng đừng quá vội vàng. Có người yêu thương, nhưng đừng mong mỏi quá nhiều. Có tiền bạc, nhưng không bị ham muốn kiểm soát. Cuộc sống luôn luôn là càng đơn giản, càng hạnh phúc. Hạnh phúc cũng không phải là ngày một, ngày hai mà có được. Nó cần chúng ta phải tích lũy từng chút mỗi ngày. Giữa thế giới phức tạp này, giữ cho mình một cái tâm an định, buông bỏ sĩ diện, thả lòng bản thân, bạn mới chạm được tay mình tới với những hạnh phúc đơn thuần, chất phác, ổn định và lâu dài nhất.